Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trong nước của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo ở các tỉnh thành trong nước đã về dự chương trình hội thảo tập huấn giáo dục kỹ năng sống và hướng dẫn tham dự festival khoa học sống động trong mắt em do Vụ Giáo dục Tiểu học thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục UNED tổ chức. Trong năm học 2011-2012, giáo trình kỹ năng sống Life Skills và giáo trình bằng hình ảnh Skycare, khoa học sống động trong mắt em của môn tự nhiên xã hội sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc. Buổi hội thảo sẽ giúp đại biểu các tỉnh thành hiểu rõ hơn về dự án kỹ năng sống và dự án giảng dạy bằng giáo trình DVD môn tự nhiên xã hội dành cho khối tiểu học. Buổi hội thảo cũng giới thiệu chương trình đồng hành cùng với các em nhỏ khám phá tự nhiên xã hội qua bộ đĩa Skycare sẽ được tổ chức trong năm học 2011-2012 với mục đích tạo sân chơi giao lưu học tập và trao đổi kiến thức khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học. Đồng thời qua đó lựa chọn tài năng trẻ tham dự Festival Khoa học Thế giới tổ chức thường niên tại thành phố Edinburgh, Vương quốc Anh. Tập đoàn UNED cũng đã phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia để nghĩ cách để xây dựng các cái phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thế tại hội thảo này thì đưa ra một số cái nội dung để cho các nhà giáo dục địa phương cùng góp ý để xây dựng về cái phương pháp giáo dục kỹ năng sống. Cùng với việc tham dự Festival Khoa học Thế giới, các em được giao lưu với các bạn nhỏ ở nhiều nước để khẳng định trí tuệ của học sinh Việt Nam.